có bao nhiêu người bị bắt trong vụ xuyên Việt Oi? Tập trung cứu chữa học sinh bị thương vụ sập trần lớp học. Miền Bắc rét đỉnh điểm, đỉnh Mẫu Sơn xuống âm 2,2 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm dịp Tết Dương lịch 2024. Khó tiến trên bộ, Ukraine lấn ra Biển Đen. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp lúc 11:30 trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Thông tin đáng chú ý vừa được chúng tôi điểm qua. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi đang được Bộ Công an điều tra khẩn trương. Nhiều quan chức đã bị bắt giam. Tại kết luận thanh tra được Bộ Công Thương thực hiện hồi đầu năm 2022 đã chỉ ra nhiều điều bất thường tại công ty xuyên Việt Oi. Cụ thể, một trong những điều kiện quan trọng để xuyên Việt Oi có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển. Đến thời điểm hiện tại, liên quan vụ án này đã có 5 người bị bắt. Gần đây nhất, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vì tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, nay là Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh Bến Tre về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Đầu tháng 9 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an A09 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với hai bị can Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi, công ty xuyên Việt Oi, và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, phó giám đốc công ty xuyên Việt Oi về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa cho biết đã nhận được thông tin báo cáo nhanh của Sở Y tế Nghệ An qua đường dây nóng về vụ việc sập trần gỗ lớp 11A9 trường phổ thông Hermann Gmeiner vào sáng cùng ngày làm nhiều học sinh bị thương. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Nghệ An tiếp tục tích cực chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc và phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi đảm bảo đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, nhằm đảm bảo việc cứu chữa kịp thời và có hiệu quả cao nhất. Các cơ sở tập trung cứu chữa, quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn vượt qua khủng hoảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong việc chuyển tuyến, hội chuẩn chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa qua telehealth, theo dõi điều trị cho nạn nhân tại các bệnh viện tuyến trên. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế Nghệ An cử đầu mối cung cấp thông tin chính thức, cụ thể cho cơ quan báo chí, truyền thông, cha mẹ, người nhà, người bị nạn, đồng thời cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nếu có, nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho nạn nhân vụ việc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22 tháng 12, nhiệt độ tại thành phố Lạng Sơn còn 3 độ C. Tại trạm khí tượng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ chỉ có âm 2,2 độ C. Toàn miền Bắc sáng nay tiếp tục bao trùm giá rét diện rộng, nhiệt độ tại Sapa, Lào Cai là 3,8 độ C. Tại Hà Nội, theo cơ quan khí tượng thông tin là 12 độ C, nhưng nhiều người dân đo được nhiệt độ lúc 4 đến 6 giờ sáng chỉ có 7 đến 10 độ C tùy khu vực. Trên vùng núi cao, hàng loạt nơi đo được nhiệt độ xuống 4 đến 5 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra là nhiệt độ của không khí đo trong lều khí tượng. Còn trên thực tế, nhiệt độ bên ngoài lều khí tượng có thể chênh lệch thấp hơn tới 2-3 độ, thậm chí 3-4 độ C. Hôm nay ngày 22 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ hai đối tượng có hành vi lập hàng chục công ty ma, bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Bùi Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, và Nguyễn Thị Khánh Vân, sinh năm 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu. Hai người này đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp ma để bán hóa đơn. Điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thành lập hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Đây là vụ án rất phức tạp,
có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc. Chiều tối ngày 21 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông vừa họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội. Tại buổi họp báo, ông Bùi Xuân Đức, trưởng phòng tổ chức lễ và sự kiện thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đã thông tin các hoạt động chào đón năm mới 2024 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm để chào đón năm mới 2024. Cụ thể, một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức chương trình Countdown đón năm mới vào đêm 31 tháng 12 năm 2023 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, tổ chức thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nóng khác được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ 30 phút trưa nay. Mời quý vị theo dõi. Hôm nay, ngày 22 tháng 12, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đang tạm giữ Võ Hồng Đức Minh, 25 tuổi, trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 16 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Giang tiếp nhận đơn tố giác của bà HTG, có con gái là HBN, 11 tuổi, là học sinh trên địa bàn thành phố. Sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với một nam thanh niên có tài khoản trên mạng xã hội tên Quốc Khang. Trên không gian mạng, nam thanh niên đã dụ dỗ cháu bé gọi video quay các bộ phận nhạy cảm. Sau đó, nam thanh niên đã sử dụng video để đe dọa cưỡng đoạt tài sản với cháu nợ. Vào cuộc điều tra, công an xác định nam thanh niên sử dụng tài khoản Facebook có tên Quốc Khang trên có tên thật là Võ Hồng Đức Minh, 25 tuổi, trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Võ Hồng Đức Minh để điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn S, 16 tuổi, trú tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 7 năm 2022, Hoàng Văn Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với H, sinh năm 2010, thường trú ở cùng xã. Lợi dụng lúc cả gia đình đi vắng, Hoàng Văn Sơn đã rủ H về nhà và thực hiện hành vi quan hệ dẫn đến H có thai. Khi phát hiện, gia đình cháu H đã đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Hoàng Văn Sơn. Công an tỉnh Hà Giang xác định, bị can và bị hại đều là vị thành niên. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vừa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 13 đối tượng có các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất độc xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. Các đối tượng này đã lợi dụng địa bàn vùng núi hiểm trở giáp ranh giữa huyện Bắc Bình với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, mua quặng từ thôn Ma Bó, xã Đạ Quynh, huyện Đức Trọng. Sau đó thuê phương tiện chở quặng về khu vực ngách đào giữa thôn Tà Mon của xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình và dùng hóa chất độc hại để tuyển rửa, thu hồi vàng. Tại hiện trường, công an Bình Thuận thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm xe múc, xe máy cày, xe xay đá, máy bơm, hai xe bán tải. Đồng thời thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ việc 12.000 gốc cây bí sắp đến kỳ thu hoạch của người dân trên địa bàn vừa bị kẻ gian phá hoại. Trước đó, sáng 20 tháng 12, ông Võ Văn Dương, sinh năm 1982, trú tại xóm 1, xã Lam Sơn, ra ruộng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện hàng chục ngàn gốc bí bị kẻ gian nhổ, chặt ngang gốc, thân và quả. Theo ông Dương, số cây bí bị chặt phá được gia đình trồng hơn 2 tháng, còn khoảng 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch nhưng giờ thì mất hết. Hiện, sự việc đang được Công an huyện Đô Lương vào cuộc điều tra làm rõ. Những thông tin quốc tế đáng chú ý được chúng tôi cập nhật liên tục sẽ tiếp nối chương trình trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tướng Valery Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga ngày 21 tháng 12 cho biết, Ukraine cho rằng lực lượng của họ có thể phong tỏa thành phố Melitopol trong vòng 15 ngày, nhưng thất bại. Theo ông Gerasimov, các nhà hoạch định quân sự Ukraine dự kiến sẽ có tiến triển nhanh chóng trong cuộc phản công mùa hè của họ, đỉnh điểm là cắt đứt cầu nối đất liền tới bán đảo Crimea. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị lực lượng Nga ngăn cản. Ông Gerasimov đã thông báo cho các tùy viên quân sự nước ngoài về các khía cạnh trong chiến lược quân sự của Nga, bao gồm những bước để ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine. Kế hoạch của đối phương là phong tỏa thành phố Melitopol vào cuối ngày thứ 15 của cuộc phản công. Ukraine sau đó lên kế hoạch tiến về biển Azov, thành phố Mariupol và ranh giới giáp với Crimea. Ông Gerasimov lưu ý, lực lượng nòng cốt của Ukraine được sử dụng trong cuộc phản công bao gồm các lữ đoàn được các quốc gia phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Nhóm được cho là sẽ đến biển Azov ban đầu, bao gồm 50 tiểu đoàn với 230 xe tăng và hơn 1.000 xe chiến đấu, bộ binh, một nửa trong số đó là do phương Tây sản xuất. Theo vị tướng Nga, lực lượng Ukraine sau đó tăng lên 80 tiểu đoàn. Theo hãng tin Reuters, ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, cựu luật sư của ông Trump, đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 21 tháng 12. Điều này diễn ra sau khi ông được lệnh trả 148 triệu USD cho hai cựu nhân viên bầu cử bang Georgia mà ông đã cáo buộc gian lận sau khi cựu Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Giuliani từng rất nổi tiếng và được mệnh danh là thị trưởng nước Mỹ vì đã lãnh đạo thành phố New York ngay sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hiện nay, ông đã phải đối mặt với hàng loạt khoản nợ và cả cáo buộc hình sự bắt nguồn từ công việc luật sư thay mặt cho ông Trump trước đây. Trong hồ sơ nộp lên Tòa án phá sản Mỹ ở New York, ông Giuliani cho biết bản thân có khoản nợ từ 100 đến 500 triệu USD và tài sản từ 1 đến 10 triệu USD. Người phát ngôn Ted Goodman của ông Giuliani cho biết việc nộp đơn xin phá sản sẽ cho ông thời gian để kháng cáo mức phạt 148 triệu USD và bảo đảm các chủ nợ khác được đối xử công bằng. Tại trường đại học Talas ở thủ đô Brugge của Czech đã xảy ra một vụ xả súng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Theo Reuters, một tay súng 24 tuổi được xác định là đã bắn tử vong cha mình trước. Sau đó, xả súng làm 14 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương tại ngôi trường đại học mà anh ta đang theo học. Trong số người bị thương, có 10 người bị thương nặng. Theo The Guardian, dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố Brugge Martin von Rasset cho biết số người chết có thể còn tăng thêm. Tay súng cũng đã thiệt mạng, nghi do quy sinh nhưng vẫn đang được điều tra thêm. Kẻ xả súng được mô tả là một sinh viên có thành tích học tập tốt, không có tiền án tiền sự. Anh ta sở hữu hợp pháp một số loại súng và hành động một mình. Ngay sau vụ việc, nhà chức trách đã phong tỏa quảng trường và khu vực tiếp giáp với tòa nhà khoa nghệ thuật trong một khu lịch sử sầm uất bên kia sông đối diện lâu đài Brugge. Trên công phố nổi tiếng dẫn đến quảng trường phố cổ, Nhà Trắng lên án vụ xả súng và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ. Các nhà lãnh đạo khắp châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ. Những thông tin nổi bật về các sự kiện trong nước và quốc tế đã khép lại chương trình buổi trưa của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.